Theo số liệu của Savills Việt Nam, trong quý 3 năm nay, chỉ số giá nhà ở tại Hà Nội tăng 1 điểm nhưng giảm theo năm. Hàng chục nghìn mét vuông đất tại dự án tái định cư ngay cạnh Ủy ban Nhân dân xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội đang có dấu hiệu bị chiếm dụng trái phép. Thành phố Hồ Chí Minh tái khởi động nhiều khu đất vàng, liệu có sớm giúp các dự án này sớm về đích? Xin kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin Địa ốc 24 giờ của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Hôm nay thứ Sáu ngày 2 tháng 12, cùng với những thông tin nổi bật mà chúng ta cùng nhau điểm qua, trong 15 phút tới đây của chương trình còn có ý kiến của luật sư xung quanh trách nhiệm của địa phương với những dự án bị chiếm dụng trái phép. Mời quý vị chú ý theo dõi. Còn bây giờ sẽ là số liệu của Savills Việt Nam. Trong quý 3 năm nay, chỉ số giá nhà ở tại Hà Nội đạt 105,8 điểm, tăng 1 điểm theo quý, thế nhưng giảm âm 2,4 điểm theo năm, với giá bán trung bình đạt 27,6 triệu đồng một mét vuông. Cụ thể, khoảng 5.660 căn đã bán, giảm 6% theo quý và 15% theo năm. Tỷ lệ hấp thụ trên thị trường sơ cấp đạt khoảng 33%, giảm 2 điểm phần trăm theo quý do tháng 7 âm lịch và giảm 12 điểm phần trăm theo năm. Huyện Từ Liêm dẫn đầu với 1.800 căn bán được, hay 32% thị phần, tương đương với tỷ lệ hấp thụ 44%. Thông tư số 19/2016/TT-BXG đã thắt chặt các thủ tục bán lại, hạn chế các nhà đầu tư ngắn hạn. Hà Đông và Hoàng Mai sẽ đối mặt với áp lực cao với 48% nguồn cung trong tương lai. Hà Nội đã và đang thực hiện chương trình phát triển nhà ở để giải quyết nhu cầu ở cho các đối tượng dân cư trên địa bàn thành phố. Việc nhà nước thành lập quỹ phát triển nhà cho người có thu nhập thấp, tài trợ các dự án nhà ở dành cho đối tượng này và giúp họ mua nhà với lãi suất thấp cũng là để giải quyết bài toán giảm chi phí đầu tư xây dựng, tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp mua được nhà ở chất lượng. Đây là chính sách tạo điều kiện mà người có thu nhập thấp được hưởng một cách gián tiếp thông qua các chủ đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, một dự án được xây dựng để phục vụ công tác đền bù di dân giải phóng mặt bằng tuyến đường 5 kéo dài với quy mô lên tới hơn 37 ha. Tuy nhiên, một phần diện tích trong đó hiện nay lại đang bị các cá nhân tổ chức lấn chiếm làm bãi đỗ xe. Điều đáng nói là dự án này lại nằm ngay cạnh Ủy ban Nhân dân xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Hãy cùng phóng viên Địa ốc 24 giờ tìm hiểu xem đó là dự án nào. Gia đình bà Nguyệt có hơn 1.000 mét vuông đất nông nghiệp thì năm 2005, 2006, 2007 đã bị thu hồi 1/3 để phục vụ dự án khu tái định cư Đông Hội. Khu tái định cư này được xây dựng nhằm phục vụ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cầu Nhật Tân, đường 5 kéo dài và các dự án phát triển đô thị. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ đầu tư xong hạ tầng trường tiểu học và một số dãy nhà phục vụ cho tái định cư. Trong khi đó, gần 30.000 mét vuông đất chưa được sử dụng thì lại trở thành bãi tập kết xe ô tô trái phép hoặc là bỏ hoang, cỏ mọc tùm. Nhà nước hoặc là các chủ thầu thu hồi mà bây giờ không làm gì mà bỏ hoang một số đất, coi như thế là để cho cỏ suốt từ 2005 đến giờ. Mà chúng tôi thì là mất hết cả những cái đất mà rau xanh đã chia để chúng tôi làm kinh tế, như hiện nay là mất hết. Không chỉ gia đình bà Nguyệt mà hàng trăm hộ dân khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Cứ tưởng thu hồi đất để làm dự án nhưng sau 10 năm, dự án lại biến thành như thế này. Từ đó đến nay, khu tái định cư thôn Đông Trù vẫn đất bỏ không. Mà cái luật của nhà nước trong 10 năm không được thì thu lại, nhưng hiện nay các đất của khu tái định cư Đông Trù đều bỏ không và một số di cầu thì cho thuê bãi xe ô tô, chúng tôi cũng không được biết. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, xã và giải phóng bên giải phóng mặt bằng nhưng cứ bảo đợi thành phố. Thế nên là chúng tôi là người dân nên chúng tôi rất chấp hành, nhưng cấp trên Đông Hội và của huyện trả lời chúng tôi thế thì chúng tôi không biết trông gậy vào ai. Năm 2013, dự án khu tái định cư Đông Hội từng được điều chỉnh cục bộ nhằm mục tiêu phát triển khu đô thị vực Bắc Sông Hồng. Song cho tới nay, với tình cảnh hiện tại, xem ra điều đó còn khá xa vời. Câu chuyện các dự án bị chiếm dụng trái phép như phóng sự chúng tôi vừa đề cập không phải là trường hợp cá biệt. Thực tế thì tình trạng này diễn ra khá phổ biến trên địa bàn Hà Nội. Vậy thì ai sẽ là người chịu trách nhiệm chính? Chính quyền địa phương đóng vai trò ra sao trong câu chuyện này?
Phóng viên Địa ốc 24 giờ đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Thanh Hà để có cái nhìn đầy đủ hơn. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin được chân thành cảm ơn luật sư Nguyễn Thanh Hà đã nhận lời tham dự chương trình Địa ốc 24 giờ của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông đánh giá như thế nào về tình trạng lấn chiếm đất tại các dự án hiện nay như thế nào ạ? Hiện nay thì các cái bãi đất trống thì của các cái dự án chưa triển khai ấy, thì được rất nhiều các cái tổ chức cá nhân hoặc là ngay cả doanh nghiệp sử dụng vào các cái mục đích khác nhau. Ví dụ như là làm sân bóng hoặc là làm các cái khu bãi rửa xe ô tô hoặc là các cái mục đích khác. Và khi mà họ lấn chiếm hoặc là sử dụng như thế thì cái tiền mà thu được từ những cái hoạt động đó thì phần lớn là vào cái tiền túi của những cái tổ chức cá nhân đó và ngân sách nhà nước, thì trong những trường hợp này thì không thu được một đồng nào, thì đây cũng là cái hành vi vi phạm pháp luật đất đai, cụ thể là cái nghị định 102 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Theo quy định của pháp luật hiện nay thì việc này bị xử lý như thế nào thưa ông? Trong từng các cái trường hợp cụ thể thì phải căn cứ vào cái tính chất cũng như là mức độ cũng như là cái loại đất để các cái cơ quan chức năng sẽ tiến hành lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính. Ví dụ như là đất đối với các cái đất dự án chẳng hạn thì có thể căn cứ vào cái luật kinh doanh, các cái nghị định xử phạt của luật kinh doanh bất động sản hoặc là nhà ở để tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong từng cái lĩnh vực. Theo quan điểm của tôi thì nó tương đối là nhẹ, bởi vì chỉ áp dừng lại ở mức xử phạt vi phạm hành chính với mức từ 1 triệu cho đến khoảng 10 triệu đồng. Vâng, thưa luật sư, vậy thì chính quyền địa phương chịu trách nhiệm như thế nào trong câu chuyện này ạ? Lĩnh vực vi phạm lấn chiếm đất đai ấy, thì là lĩnh vực mà chính quyền có thể phát hiện một cách rõ ràng nhất, bởi vì đất đai thì là thuộc cái quyền quản lý của từng cái chính quyền địa phương. Thì theo tôi nghĩ là nó không khó để phát hiện những cái hành vi này. Tuy nhiên thì cái này cần phải tiến hành là xem là từng cái vụ việc cụ thể thì có cái sự tiếp tay hoặc là có cái sự dung túng của cái chính quyền địa phương hay không. Chứ nếu mà chính quyền địa phương thanh tra mà quyết định làm thì cũng không phải là cái vấn đề khó khăn. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham dự chương trình ạ. Những khu đất vàng ở trung tâm Sài Gòn dành để xây dựng các dự án hạng sang đáng lẽ đã được hoàn thiện. Thế nhưng suốt 10 năm qua, nơi đây vẫn là bãi đất hoang, được dùng làm bãi giữ xe 24/24 giờ. Mới đây, theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, những dự án đắp chiếu này sẽ được khởi động lại. Ngay sau chỉ đạo trên, một số khu đất vàng nằm ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, mà điển hình là các khu đất thuộc quận 1 đã bắt đầu triển khai dự án. Theo quan sát, trong những ngày qua, việc cho thuê những khu đất này để làm bãi giữ xe 24/24 giờ không còn. Thay vào đó, mặt bằng đã được san lấp, máy móc thi công đã được chuyển đến để chuẩn bị cho ngày động thổ. Việc xây dựng lại tòa tháp SJC Tower Lavet Crown sẽ được tiến hành để đảm bảo mỹ quan đô thị và tránh gây lãng phí trong khai thác sử dụng. Đồng thời, khu liên hợp trung tâm văn hóa thương mại bị dừng đột ngột vào năm 2000 cũng sẽ được thi công tiếp để phục vụ cho dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí của người dân và khách du lịch. Việc tái khởi động các dự án tại vị trí vàng ở thành phố Hồ Chí Minh đang cho thấy sự quyết liệt trong việc xử lý các dự án treo, chậm tiến độ. Và không biết sự quyết liệt này liệu có giúp các dự án sớm về đích như dự kiến hay chỉ là chiêu thức để giữ đất không bị thu hồi. Thưa quý vị và các bạn, ít ai biết được rằng trong mỗi một mặt bằng của căn nhà thì các vị trí đều tương đương với một bộ phận trên cơ thể con người và ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của các cá nhân trong gia đình. Vậy để tăng cường sức khỏe cho các thành viên, không chỉ giữ bầu không khí sạch sẽ, thoáng đãng mà những lưu ý về phong thủy cũng sẽ giúp phần nào cải thiện vấn đề này. Những tư vấn của chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, công ty phong thủy VNN sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về vị trí y vị trong mặt bằng như thế nào. Mời quý vị theo dõi. Mời chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dành thời gian cho một tư vấn ngày hôm nay và xin được hỏi chuyên gia là để tăng cường vấn đề sức khỏe cho các cá nhân trong một mặt bằng thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì ạ? Việc đầu tiên là chúng ta phải giữ gìn cho cái môi trường sống của chúng ta làm vệ sinh sạch sẽ, tránh môi trường bị ẩm mốc, tránh cái việc mà có ao tù nước đọng, cây cối rậm rạp xung quanh quá nhiều thì sẽ dẫn đến là có nhiều các loại sinh vật mà nó có hại cho sức khỏe, nó phát triển gây ra các bệnh tật cho con người như là chuột, bọ, muỗi, ruồi vân vân. Chúng ta cần phải chú ý đó là chúng ta phải xử lý các cái cửa sổ, cửa ra vào
sao cho phù hợp giếng trời để có thể dẫn được các cái luồng ánh sáng từ thiên nhiên tràn hòa vào không gian sống, để từ đó chúng ta cân bằng được cái ánh sáng cũng như là cân bằng được gió, là hai cái yếu tố rất quan trọng cho môi trường sống của chúng ta. Chuyên gia có thể cho khán giả biết được là cách xác định y vị như thế nào ạ? Trong phong thủy thì luôn coi cái khoảng giữa, khoảng trung cung của mỗi một mặt bằng là vùng thái cực của mặt bằng. Và cái vùng thái cực còn gọi là vùng hoàng cực này cũng là những cái vùng mà luôn luôn cần phải giữ gìn để sao cho sạch sẽ. Chúng ta sẽ chia mỗi mặt bằng làm 9 phần bằng nhau, bằng cách là chiều dài ta chia làm 3 phần bằng nhau, chiều rộng ta cũng chia làm 3 phần bằng nhau, và ta nối các cái phần đó, nối các cái điểm chia 3 phần đó lại, ta sẽ được 9 phần bằng nhau. Thì ở phần ở giữa, phần trung cung sẽ chính là cái vùng thái cực hoàng cực. Còn ở cái phía chính hậu sau lưng nhà là đối diện với mặt tiền thì chính là cái khu vực hậu huyền vũ mà chúng ta cần phải giữ gìn. Theo chuyên gia, chúng ta cần lưu ý những điều gì để có thể tăng cường sức khỏe? Chúng ta cần phải chú ý đó là khi đã xác định được các cái khu vực sức khỏe như là vùng trung cung cũng như là vùng huyền vũ, thì tại vùng trung cung không bao giờ được để cầu thang nằm ở giữa trung cung, xoáy tâm cực và trung cung. Thứ hai là chúng ta không được để các khu nhà vệ sinh, các khu vực ô uế ở khu vực trung cung. Chúng ta không được đặt thang máy ở khu vực trung cung. Tại khu vực chính hậu huyền vũ cũng tương tự, chúng ta không được xây dựng các hệ thống nhà vệ sinh, không được xây dựng các cái thang máy ở phía cuối hậu nhà, vì như thế là sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các cá nhân trong mặt bằng. Như chúng ta đã biết là cuộc đời của mỗi chúng ta dành 1/3 thời gian cho việc ngủ, cho nên là cái giường, vị trí giường cũng như là hướng giường rất quan trọng trong cái việc tăng cường sức khỏe. Thì giường ngủ tối kỵ các việc sau. Thứ nhất là giường ngủ không được nằm trên thẳng trên bếp nấu, giường ngủ không được nằm dưới ban thờ, giường ngủ không được kê đầu dựa vào bức tường mà phía đằng sau chính là đang kê bếp, hoặc phía đằng sau chính đang là bồn cầu. Giường ngủ tuyệt đối là tránh nằm dưới quạt trần, nằm dưới rầm xà đè nén. Giường ngủ thì luôn luôn nên xác định là không xác định hợp theo hướng tuổi người ngủ làm chính, mà phải coi trọng theo từ trường của trái đất, đó là đầu bắc chân nam, đầu tây chân đông, đầu tây bắc chân đông nam. Đây là ba hướng ngủ tốt nhất dành cho sức khỏe và tăng cường sức khỏe cho mỗi cá nhân trong mặt bằng. Xin cảm ơn chuyên gia đã có những tư vấn rất bổ ích dành cho bản tin Địa ốc 24 giờ ngày hôm nay. Tới đây, bản tin Địa ốc 24 giờ ngày 2 tháng 12 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được tạm dừng. Bất cứ vướng mắc nào quý vị liên quan đến lĩnh vực bất động sản, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0983 838769, email dieoc24h@vtc.gov.vn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt.